đang chuẩn bị dựng cái lều để làm ổ đẻ cho bé xíu nè mọi người. Mà mọi người coi nó đi. Giờ này xíu nó ngộ, nó có cái tật á, nó cứ chúi đầu vô mấy cái đống vải nè. Ở trên nệm cũng vậy, nó chúi đầu vô cái đống mền mùng chứa gói trên đó. Dưới này thì chúi đầu vô đây. Còn quần áo của nó cũng chúi đầu vô luôn. Mắc cười xíu à. Mình vừa dựng xong được một phần rồi nè mọi người. Coi tụi nó hào hứng nghe chưa kìa. Tại vì lâu lắm rồi á, mình không có dựng cái lều lên cho tụi nó. Làm tại vì mình để gần sát cái này bé xíu đẻ thì mình mới dựng lên cho sạch sẽ thôi. Chứ còn dựng sớm quá tụi nó quậy là dơ liền. Đây là khoảng một tuần nữa là bé xíu nó đẻ rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ làm cái ổ đẻ cho tụi nó luôn. Đó, mọi người nhìn tụi nó kìa. Coi nó quậy ra chưa. Còn bà xíu kìa, bắt cười bảo quá, bảo bầu bì mà bà cứ nhón nhón mới làm này làm kia. Dễ thương ghê. Mọi người nhìn xem mình làm cái liều. Chưa có làm xong là mẻ xíu mới chạy vô, mới nằm trong đó, mới đứng mới ngó rồi. Nhìn mặt đúng dễ thương luôn trời. Coi tụi nó nhiều chuyện ghê không kìa. Mình vừa lắp xong cái lều rồi nè mọi người. Đó. Bây giờ thì mình chuẩn bị lắp qua cái ổ đệm nha. Bây giờ mình sẽ lắp cái ổ đệm cho bé xíu siêu nha. Rồi mình nhét trong đó cho tụi nó nè. Coi, coi mọi người coi. Cái thằng này, thằng này nó quậy ghê. Nó không cho mình làm hay sao. Nè thì cái này đơn giản thôi mọi người. Chỉ cần nhét nó vô vậy nè. Đó. Ủa đau quá con ơi, cái móng này. Con bà xíu có nhiều chuyện kìa mọi người. Bầu bí mà cũng nhiều chuyện dữ. Rồi thằng này là chuyên gia phá hoại hay gì vậy ta. Ây da, đau quá chứ nha. Xíu quậy quá. Mọi người con xíu nó quậy em nói kìa. Cái con này. Trời bà xíu. Ừ rồi, hai đứa vô dở luôn. Đâu học không có ổ đệm. Giờ mình sẽ nét vô trong cái lều cho tụi nó nha. Mọi người coi xíu nó giỡn kìa. Mình tính nhét cái mấy cái ổ đệm vô cho nó có một cái gọi là chỗ nào cũng ấm êm á, nhưng mà mình thấy xíu nó quậy quá, nên là chắc là mình còn một tuần nữa mình sẽ cách ly bé siêu luôn. Tại vì bữa giờ bé siêu nó cũng hay giỡn mạnh bạo với con xíu á. Rồi bây giờ mình sẽ nhốt con siêu ngay một góc riêng của nó nha. Đây sẽ là chỗ của bé siêu nè mọi người. Khi nào mà mình không có nhà hoặc là không để ý được tụi nó lắm, mình sẽ cột bé siêu lại để cho nó không qua nó quặn xíu. Còn khi nào mình có nhà mình sẽ thả nó ra cho nó thoải mái chút xíu. Nè đó, chỗ của nó bên đây. Chỗ của xíu là bên đây nha. Chỗ xíu là ở trong cái lều này nè. Đó. Giống như bây giờ là buổi tối rồi, mình chuẩn bị đi ngủ thì mình sẽ cho bé siêu cột lại như thế này để nó ngủ trên đó. Thì xung quanh là có đồ ăn thức uống rồi, mọi người không phải lo. Đó. Còn bé xíu thì nó sẽ đi vòng vòng, nó có thể lại gần bé siêu hoặc là nó không thích thì nó vô lều cũng được. Đó, mình quăng cho siêu cục được cái khủng long đồ chơi nó thích rồi, nó tự chơi mình nó cũng được nè. Xíu ơi. Trời, tự nhiên bà xíu quá. Không chỉ vô lều mà đứng đây chi không biết nữa ta ơi. Thương dữ. Sao không vô lều nằm đi con? Tự nhiên con vô đó đứng với siêu vậy. Xíu muốn chơi với siêu hay gì? Xíu. Vô lều của con đi kìa. Vô trong lều đi. Xíu nhìn vậy cho nó muốn ở chung với siêu mọi người. Tụi nó ở chung với nhau đó giờ rồi, giờ tách nó ra cũng tội nghiệp. Nó không quen á. Bé xíu giờ nó tự chơi á mọi người. Giờ đây là có ổ đệm của nó. Tuy là nó không quen khi ở một mình, nhưng mà mình nghĩ là sắp tới nó sẽ quen thôi. Tại vì bản năng là mẹ mà, khi mà bầu lớn thì nó muốn ở một mình với đầu ổ nó, không muốn cho mấy con chó khác lại gần nó. Chỉ tự chơi luôn, mắc cười ghê không. Dễ thương quá à. Mình quay qua đây. Trời ơi, cái thằng hứa xe nó đứng từ ngoài nó nhìn vô. Hai đứa nhìn nhau kìa, tội nghiệp quá à. Vậy là mình đã xong cái góc nhỏ của bé xíu. À cái góc nhỏ này là của bé xíu thôi. Mình sẽ cho bé xíu ngủ trong lều nè. Đó mọi người thấy chưa. Ôi nhưng mà nó đi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Tự nhiên nó qua góc của bé xíu nằm. Thương dữ vậy trời. Bé xíu làm gì vậy con? Sao con đi ngủ đi. Trời ơi tội nghiệp không. Mọi người coi kìa, nó đang vô đó nó làm cái đó.
Nó đào ổ hay làm gì nãy giờ? Tại vì á, nãy mấy xíu nó không chịu nằm bên đây, cái nó chạy qua nằm chỗ con Siêu. Cái biển Siêu đòi giỡn mạnh, kiểu giỡn mạnh bạo, mình sợ quá cho nên là mình phải nhốt lại luôn. Nè. Đó, bảo muốn đi ra ngoài bà chơi kìa. Hơn tận nhiệt ra một đứa bị nhốt, một đứa bị cột. Xong rồi hai đứa bị xa cách nhau. Nó cũng chịu lên, nó nằm nó ngủ rồi nè. Đứng nó xa rồi hàng hồi nó cũng chịu ngủ. Coi bà làm gì kìa mọi người. Bà dụi dụi cái đầu bà xuống dưới làm gì không biết nữa. Mắc cười bà ghê. Rồi coi nó ngủ mà nó ngước mắt lên nhìn mình kìa. Tội nghiệp luôn. Trời ơi trời ơi. Nằm chớp chớp nó mới hài chứ. Thương thiệt. Qua hôm này. Rồi hôm này cũng nằm luôn rồi. Rồi xem bé xíu nó lười kìa. Sáng nó ngủ không dậy á, mà nó nằm lên mấy cái mền nè. Xong nó có nguyên cái lằn luôn. Nguyên cái lằn bụng luôn á. Nó nằm đè chắc lâu dữ lắm rồi đó. Nên có nguyên cái lằn luôn nè. Thôi, coi bả lười ghê không. Ủa cái gì vậy ta? Bé xíu có điện thoại mới hay cái gì vậy? Ủa đang bấm điện thoại hay cái gì? Trời ơi, bầu bì không được đụng vô sóng điện thoại nghe chưa con? Điện thoại của ai mà con dám nằm con ôm vậy hả? Tự nhiên quay qua thấy bà xíu bắt nào bà ngồi bà chơi cái điện thoại nè. Nó cười bà ghê luôn. Bà xíu dễ thương gì đâu. Bà xíu. Bé xíu nó bị ngứa lỗ tai mọi người, mà nó gãi không tới. Do là cái chân của nó đè lên cái bụng nó đau, nó gãi không tới. Xong rồi nó không gãi được, nó đau, nó khóc. Nó ngứa, sao nó ngứa lỗ tai nó khóc. Cái xong mình phải gãi cho nó nè. Ủa tội nghiệp không. Cứ ngồi mình gãi lỗ tai cho nó nè. Tội nghiệp thiệt chứ, bầu nó khổ vậy á. Coi sáng nào mình cũng giỡn như Siêu hết trơn. Coi cái chân của nó kìa. Ôi trời trời trời. Ôi trời trời trời. Ôi trời trời trời. Nó như khùng. Hồi sáng mình dắt nó đi bộ tập thể dục leo 2-3 tầng lầu mà cũng chưa hết độ tăng động nữa. Tại vì nó đang bị động đợt thiệt rồi đó mọi người. Mình thấy nó cây son nó cứ lòi ra ngoài, nó cứ đòi giỡn hoài, nó không chịu ăn không uống, nó cứ đòi giỡn. Giỡn ngay thiệt chứ. Mình thích chơi trò đập. Mình thích chơi trò đập chân ngày với nó lắm nè. Nó có hay chụp chụp cái chân của mình á, mình chụp chụp cái tay của mình chứ. Bà xíu bà nằm đây nè. Thằng này nó giỡn, nó quậy khí thế. Tại vì mình lo một xíu còn không lo với nó. Hết tội nghiệp. Nó nhiều năng lượng quá mà không được xả ra. Bởi vì mình phải giúp nó xả ra thôi. Phải giỡn với nó chứ. Đúng không? Đúng không? Phải giỡn với Siêu chứ, đúng không Siêu? Ở đầu mày. Ghê. Né được. Ê ôi trời trời. Ôi trời 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 ơi. Thôi được rồi, giỡn nhẹ đủ rồi. Mấy giờ tôi chuẩn bị đi công chuyện đây. Tôi không có rảnh giỡn với bạn nữa đâu. Tí nữa mình đi là mình phải cột nó lại nè, xong thả xíu xuống dưới đất. Tội nghiệp. Lúc mà mình không có nhà nó đâu có được đi vòng vòng thoải mái tự do đâu, nó phải bị cột lại. Tại vì chứ mình không có nhà, hai đứa nó giỡn nhau hay con này làm gì mạnh bạo đương xíu bị kích động thì cũng mệt. Nên thôi, còn có mấy ngày à, ráng đi cho an toàn. Giỡn cho đã xong rồi giờ cũng nằm ngủ. Hai đứa nằm ngủ nè. Thằng này tội nghiệp đó chứ. Đúng rồi. Thì coi đụng tới ổng là ổng ngưỡng cái người ổng ra nè. Trời ơi, con nằm đụng xíu rồi, xíu nằm không khó chịu rồi. Ngủ đi con, không có giỡn. Thôi thôi thôi, đụng như nó là nó tỉnh, nó... Nó tưởng là giỡn, nó ngồi dậy chơi tiếp rồi. Trời ơi, cái thằng này á. Ngủ đi xíu nha. Mẹ thương gái có mẹ quá à. Tội nghiệp bầu bí chi nặng nề quá đi thôi.
chơi, không ngủ, lo cắn cái vỏ của người ta. Nhìn cắn nát hết cái vỏ rồi còn đâu mà xài nữa. Hồi bà này ngủ tướng đúng khổ luôn trời. Ôi coi kìa. Ôi coi. Trời ơi mọi người xem bé xíu nó làm trò gì kìa. Trời đất ơi dễ thương quá à. Ôi trời 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 trời. Trời ơi quá, rất là dễ thương luôn. Ôi. Ôi em cứ khoe cái bụng của em ở ngoài nè. Đó. Để tay hồi là thấy mấy đứa nhỏ nó đạp liền à. Ha xíu ha, nó đạp cái bụng con đúng không? Ừ. Sao con nằm sướng quá vậy? Sao con nằm sướng sướng quá vậy? Nè. Anh ghét gato. Anh ghét gato. Trời ơi cái mặt của bà kìa. Trời đất ơi cái mặt của bà kìa. Nhìn thương gì đâu. Rồi mọi người muốn biết bé siêu nằm đâu không? Đây. Trời ơi. Thằng này nó thính ghê, mới vừa kêu siêu cái là ngóc đầu lên liền luôn. Anh cũng sung sướng lắm chứ đâu phải là không đâu. Anh nằm chùm mền đây nè. Trời nóng quá mở máy lạnh cho mấy anh chỉ ngủ. Mà lên đứa nào cũng chùm mền. Đắp mền nó chơi nằm trong mền nè. Nằm trong cái ổ mền nè. Sung sướng luôn. Chó nào mà sung sướng cuộc đời chó như vậy chưa. Ngáp. Ừ. Nói cảnh là anh ngốc mạnh quá. Trời ơi. Này phải chuẩn bị đến hai cái mền luôn nè. Đặt cái mền cho tụi nó, cái mền cho mình. Tại vì ngủ chung nó cứ giành mền của mình hoài à, mình không có đắp được. Nó nằm đè lên mình kéo thì tội nghiệp giật mình nó dậy, cho nên là phải chuẩn bị hai cái mền cho nó luôn. Đó. Cái bả kia bả nằm cái tướng này bả ngủ nè. Cái bụng chịch ình vậy. Đó, đó. Mọi người mới thấy gì không? Mới thấy cái bụng nó nháy lên không? Đâu rồi, nó có nháy cái nào lên không ta? Đó. Nó mới đạp đó mọi người thấy nó mới vừa đạp không? Em bé mới đạp á. Nè mình sờ là mình có cảm nhận liền. Ôi, nó không cho mình sờ kìa. Nay xíu nó khó chịu luôn, nó không cho mình sờ bụng nó luôn. Ghê, nãy con dám cắn mẹ hả? Nay con tính cắn mẹ hả? Nay con không giữ gì vậy luôn hả? Hả xíu. Con không giữ gì luôn hả? Con đứng mặt mày coi coi. Cái mặt dễ thương dữ vậy trời. Không nở giận luôn á, không nở chửi luôn á. Nhìn là chỉ thấy thương thôi à. Thôi ngủ đi con, tối rồi ngủ nha. Rồi con chào mọi người ngủ nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm con bữa giờ đi nè. Rồi, đó. Mở hai mắt rồi, cảm ơn mọi người nè. Ừ, rồi làm trò con chó đi. Làm trò chó đi. Rồi bye bye mọi người nha. Hello mọi người. Ở trên giường không có đứa nào hết. Tại vì hai đứa nằm hết dưới này rồi nè. Trời đất ơi. Vừa nói tới mấy mẹ là mấy mẹ đứng lên. Ngó lên ngó xuống. Thấy chưa, không cho lên giường là nó sẽ dậy nè. Nó không vô liều nằm, nó không có vô chỗ khác nằm. Mà nó cứ đứng nó nhìn nó đang. À bây giờ mình thả bé xíu ra. Chỉ bé xíu ra rồi để cho tụi nó đi thoải mái. Do là những lúc nào mà hai đứa nó ăn á, tụi nó mới cắn lộn với nhau thôi. Còn những lúc mà tụi nó đang bình thường vậy nè, nó không có thèm cắn nhau đâu. Mà ăn siêu á, bình thường mà cho xíu lên đây nó sẽ nhảy lên nha. Còn hôm nay không cho xíu lên là nó nằm dưới kế bên xíu luôn. Vậy là siêu cũng thương xíu mà, đúng không siêu? Siêu đâu có cắn xíu đâu đúng không con? Còn nó khùng quá. Trời ơi cái mặt của nó kìa xạo ghê. Nó xạo ghê. Bịt mõm lại đi. Cắn hoài, bịt mõm lại đi. Ra con, mày vuốt xíu cái. Ngủ đi. Hello mọi người. Sáng nào cũng nằm kế mẹ hết trơn. Hello xíu. Chào buổi sáng mẹ. Hỏi cái mặt con lã rồi. À, mấy bữa nay á, tội nghiệp nó lắm. Nó ngủ quá. Mỗi lần nằm là nó thở ghê lắm nha. Cái tiếng thở của nó lớn lắm, mình phải nằm kế mình mới nghe được. Nó thở mà nó mệt nhọc kinh khủng luôn. Còn mà ngồi không á mình không có nghe được đâu, phải nằm kế nó đưa lỗ tai sát nó mới nghe được.
Mình đang nói chuyện với mọi người, cái xíu nó qua đây. Nó nằm, mọi người thấy cái tướng nằm của nó mắc cười không? Đó. Còn xíu nó nằm ở đây nè. Xíu lên đây con. Lên đây chào mọi người nè. Mọi người thấy nó chưa? Cái thằng siêu nó ngủ tỉnh hơn, nó ngủ có, nó ngủ mà mình nói chuyện là dậy à, còn xíu thì mình nói nó không có dậy. Hôm nay là cũng khoảng là ngày thứ như ta. Tới ngày 4 tay là 4 tay là có thể là cho nó đi 4 đến 7 tay là đẻ. À, nó cũng cỡ khoảng 50 ngày rồi, còn khoảng 1 tuần nữa là nó đẻ. Cả buổi tối không ngủ được với bà xíu luôn mọi người, tại vì bà nằm bình thường, bà nằm kế bên mình, nằm dưới cây cái mền kế mình đây nè, mà dạo này tự nhiên nó cứ sao? Nó cứ chui lên cái gối, nó nằm trên gối, xong đi vòng vòng trên cái gối trên đầu của mình á, rồi nó đè, nó làm đủ kiểu là mình không có ngủ được. Mà người ta nói là gần tới ngày đẻ là nó sẽ bồn chồn, buổi tối đâu có ngủ được, nó cứ đi cào ổ vòng vòng vậy đó. Mà mình cho xuống dưới đất ngủ nó không chịu ngủ, nó cứ đòi lên đây ngủ chung biết sao nữa. Giờ không biết có cách gì giải quyết không, hay là cho nó ngủ từ cho nó ngủ trên đây với mình tới lúc nó đẻ luôn á. Tại vì để nó ngủ dưới nó cứ đứng nó cào giường, nó không chịu ngủ mà nhìn nó stress dữ lắm. Cái mình sợ ảnh hưởng đến mấy chó con á, cho nên là cứ thôi phải cho lên đây ngủ chung với mình. Mà nó lên ngủ chung với mình á là con siêu nó nhảy từ dưới giường nó nhảy lên luôn. Còn nếu mà con siêu nó ngủ ở dưới là con siêu nó ngủ ở dưới chung. Đó. Hai con này đúng mệt. Nói tới hàng siêu nữa là thôi chắc mình cũng phải dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi nó thôi. Bye bye mọi người nha, có gì có thêm thông tin thì mình sẽ cập nhật cho mọi người biết. Bye bye. Hello mọi người, thì hồi sáng lúc mà mình mới ngủ dậy á thì mình có nói lộn là bé xíu đã bầu được 50 ngày. Nhưng mà sau khi mình tỉnh táo lại rồi đó, thì tỉnh táo tinh thần tập trung trí tuệ thì mình mới nhớ ra là bé xíu nó bầu đến 55 ngày rồi. Thì còn khoảng 1 tuần nữa thôi là bé xíu nó có thể đẻ em bé chó con ra rồi. Lúc này thì mọi người có thể thấy là cái bụng của bé xíu nó to rồi nha. Bên trong có những cái sự chuyển động nữa. Mình nghĩ đó là mấy con chó con đang đạp á. Nhìn mà mắt thường mình cũng thấy được cái điều đó nữa nha. Đó, thì đây cho mọi người xem tụi nó nè. Xíu con đừng đặt người của xíu nha. Cái tóc mẹ đâu á. Đó. Mọi người thấy cái bụng bầu của nó chưa mọi người ơi? Nó to, nó bóng, nó có gân nữa chứ. Yeah. Bữa trưa cái hai tụi nhỏ lên nằm nó ngủ tỉnh quê à. Thương quá. À, hồi sáng á, là mình mới ngủ dậy thì mình không có make up, cho nên là bây giờ mình thì mình đi ra ngoài có công việc á, cho nên mình make up sương sương, nên mọi người nhìn đừng có tưởng là hai người khác nhau nha mọi người. Là một người thôi nha. Xíu ha, con không có đăng clip mẹ nữa, thằng này nó sợ quá à. Cái thằng khứa siêu này không có liếm nữa nha. Tại vì dạo này chỉ lo cho bé xíu thôi, cái bỏ bê con siêu á. Cái thằng siêu nó thằng siêu nó tào lao không, thằng siêu nó quậy quá trời luôn. Nó thấy mình là mỗi lần cầm điện thoại lên mà quay mà nói rồi ở nhà vô nó cắn kiếm chuyện, nó gây sự chú ý. Chứ còn bình thường mà mình không có quay á thì nó không có kiếm chuyện được với mình. Có mặt nó nhìn kìa. Dễ thương quá à. Mẹ thương siêu quá à. Siêu chuẩn bị được làm ba rồi đó nha. Siêu đừng có cắn mấy chó con nha. Mình đang lo sợ là sau này tụi nó đẻ xong á là không biết mấy con này nó có biết chăm con nó hay không đây nè. Sợ nhiều khi nó cắn con của nó là mệt nữa. Nói chung á là mình nghĩ là sắp tới là mình sẽ chăm, mình sẽ hơi cực dài dài. Tại vì mình không có lòng tin là hai đứa này nó chăm được con của nó đó mọi người. Mình không có lòng tin luôn á. Tại vì một đứa thì nhõng nhẽo. Đây nè, con này là siêu cấp nhõng nhẽo luôn nè. Nó còn như em bé vậy, làm sao nó chăm được con của nó. Còn cái thằng khứa kia thì mọi người khỏi nói. Thằng khứa, đây nè, thằng khứa đây nè. Cái thằng khứa này thì nó lại siêu quậy quá. Nó như là một cái thằng tưng tưng vậy đó. Nó quậy lắm, nó đang động lực mà.
thì làm sao nó chăm được con, nhiều khi nó thấy con nó giỡn, nó vờn như là chuột con nó hay tiêu luôn. Cho nên là mình nghĩ là thân phận bà ngoại bà nội như mình đây là phải chăm tụi nó thôi, chăm mấy cháu con thôi, nên là sắp tới có lẽ là sẽ hơi cực một chút xíu, nhưng mà mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hết trơn rồi. Nè bà làm cái tướng bà như con ếch vậy đó. Nhưng ở với lại giờ này á, bé xíu nó ra dịch ở Dương An Âm Đạo rất là nhiều, mà cái mùi của nó không có được thơm nữa, cái mùi nó hơi hôi á, thì không biết là có bị cái vấn đề gì không nữa. Mình cũng hơi lo lắng, không biết là những cuốn bầu khác có bị cái vấn đề tình trạng này giống bé xíu không, thì mọi người comment cho mình đỡ lo nha. Đó, mình nghĩ là chắc là bầu thì tụi nó sẽ ra cái dịch vậy thôi chứ cũng không có gì, nhưng mà mình cũng lo tại cái mùi nó không có phải là mùi như mùi dịch bình thường, cái mùi dịch này nó hơi hôi nên mình sợ biết có viêm nhiễm hay là những cái vấn đề nào về sức khỏe hay không. Hay còn nói kìa. Ba tính chạy qua để bỏ hung tôi một cái mà không được cái bỏ đi luôn. Tự nhiên đang cười quay qua thấy một xíu nhìn chằm chằm hết hồn, làm như nhìn tôi dữ vậy thôi. Ngồi ở nhà mà chọc hai chó riết cũng mắc cười. Thôi bye bye mọi người nha, mình sẽ đi công việc tiếp đây. Vậy là hết một ngày à, vậy là lại thêm một ngày nữa trôi qua, mình lại sắp sửa gần tới cái thời gian mà chào đón những bé cún con ra đời. Cái mặt thấy ghét. Siêu chào mọi người đi con. Trời ơi, mình quay clip mà mình nằm cái mặt mình nó bư ra một cục luôn á mọi người ơi. Ngồi dậy nhìn cái mặt đỡ bư hơn không mọi người? Hôm nay em nằm nó mệt kinh dị luôn. Phải nói là gần tới ngày đẻ rồi cho nên là nè mọi người coi mấy chó con nó đạp khí thế nè. Đó, thấy không? Hồi lần nó đạp ít, bây giờ nó đạp nhiều là nhiều luôn. Nay là 55 ngày rồi, còn một tuần nữa là đẻ rồi đó. Coi bà mệt kìa. Cổ con nặng nề cái bụng kia kìa. Xíu qua đây con, qua đây. Qua đây mẹ thương nè. Ôi tội nghiệp không? Thương quá à. Đây, tụi nó cứ hầm he cắn nhau hoài cho nên bây giờ là mình phải cách ly. Mà mình đã cách ly cái việc này mấy ngày rồi. Bé xíu là nó cứ thường là buổi tối á, là nó sẽ được vào chuồng để nó nằm. Thì nó nằm lên cái ổ đệm này nó ngủ nè, cho nó quen với cái trên đây luôn. Còn bé siêu thì nó được thả bên ngoài đi vòng vòng. Nhưng mà nếu mà nó quậy quá thì mình cũng sẽ cột nó lại bằng dây luôn. Mà được một cái nha là bé xíu nó rất là chịu nhốt trong cái chuồng, nhốt trong cái quay này. Tại vì á, hồi nhỏ nó cũng được từng bị nhốt như thế này rồi, cho nên là bây giờ nó quen với cái việc này lắm. Nên mọi người thấy không, mình nhốt nó vô nó ngoan dữ lắm, nó không có la hét hay là khóc lóc gì hết trơn á. Mà mình nhốt cái thằng này nè vô trong cái quay là thế nào nó cũng khóc cả đêm hết á. Tại cái thằng Khứa này nó không có quen bị nhốt. Nó thằng này nó không có quen bị nhốt, nhốt nó một xíu là nó khóc sùm mà. Cho nên là mình nhốt bé xíu. Chứ lại bé xíu nó cũng chịu nữa. Nó thích bị nhốt mà không có bị ai làm phiền đến nó. Nó cũng gần đẻ rồi cho nên là nó thích cái không gian riêng tư như thế này. Mà hôm qua mọi người có một cái việc á, mình hơi lo lắng luôn. Là xíu nó ra cái dịch có mùi hôi. Mình search trên mạng với lại hỏi nhiều người có kinh nghiệm thì người ta nói là cái dịch đó có nguy cơ là gây sảy thai rồi sinh non hay cái gì á. Nói chung là sợ dữ lắm. Mà nó còn một tuần nữa nó mới đẻ, mà chưa gì đã có những cái dấu hiệu đó thì mình hơi lo. Nhưng mà hôm nay mình hỏi lại thì không có mê cái mùi đó nữa. Nói chung cũng không biết sao, giờ còn một tuần nữa thì hy vọng là mọi chuyện nó sẽ bình an cho tới lúc đó ha. Lúc mà thả ra thì cứ kiếm chuyện với nhau suốt. Bây giờ bị nhốt lại thì lại nằm đây túc trực chi vậy hả? Sao con không giờ liệu con nằm đi con? Đó, nói chung là mỗi ngày đếm ngược đều là mỗi ngày lo. Bầu bì khổ lắm á, chứ không phải là đùa đâu nha mọi người. Lo này lo kia tùm lum hết trơn á đó.
Không phải là có bầu là sung sướng đâu, có bầu cũng nhiều nguy hiểm lắm. Bây giờ thương xíu ghê luôn á. Siêu phải biết thương xíu nghe không? Siêu không có ăn hiếp nó nữa nghe chưa? Cái thằng này thì dạo này nó đang có dấu hiệu bị stress. Tại vì không ai chơi nó cho nên nó bị stress đó mọi người. Cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao giờ. Ai kêu làm con ta có bầu rồi ai chế mày nữa. Thôi bây giờ mình sẽ cho tụi nhỏ tự nằm chơi với nhau. Giờ mình đi ngủ đây. Bye bye mọi người nha.